mày tầm 20% hoặc là 20%, còn báo rẻ quá thì 15%. Chứ còn chúng nó toàn báo gấp đôi. Cái gì mà 330 triệu? Hồng Phụng à? Mẹ cái cây ngày xưa cây nho Thiên Quốc Cẩm Thạch. Con thằng Dũng nó bảo mình 120. Cách nó báo cho ông chú nó 240. Gấp đôi rồi. Thì đi chả thấy ngại ngùng mẹ gì. Đây là cây hồng nhá, cây hồng. Xong rồi như ông mà đôi khi những cây ý thì nói thật ra là đấy. Nó bảo là xóa ngay video đi. Ông Dũng nó bảo xóa ngay video đi. Nó bảo mấy chú nó là mua hộ chú nó. Không được đồng nào, chỉ lãi mỗi cây. Trả lãi cái mẹ gì nó mua hộ. Lãi gấp đôi. Đâu hết đâu. Xóa ngay đi. Đâu ai thật như tôi đâu. Thế thì nó bảo là bây giờ thì bao nhiêu phần trăm. Tôi bảo là nếu mà bây giờ ví dụ như giới thiệu một khách đến đây là dân cây cảnh bọn tôi đã được 10% rồi. Đấy là quy luật trong nghề. Nhưng mà cây này các ông bán bao nhiêu tôi không biết. Ví dụ như bán 50 triệu mà tôi giới thiệu khách đến đây là tôi đã được 5 triệu rồi. Đấy là 10% ấy. Còn các ông thì thực bán cây này chỉ 45 triệu. Còn nếu mà bán thẳng cho tôi thì chắc cây này chỉ có 35 hoặc là 40 triệu. 40 triệu xong tôi thích bán thế nào thì bán. Nhưng mà khi mà gặp khách như thế thì là kể cả tôi cho các ông cái số điện thoại. Nhưng mà thường là tôi không ấy, tôi không ấy. Cây hồng này nó khá to đấy. Mày cứ vừa gọi điện thoại mày ra đây mày đứng hộ tao cái. Hồng nhá. Hồng không phải tôi cho các ông xem một cây hồng xiêm bonsai. Cây này quả vuông hay sao nhỉ? Đứng gốc cái kìa. Cây này hình như quả vuông không ạ? Tán to lắm. Cao thì các ông biết cây này phải tầm 6 mét. Vâng. Cháu bán là chính ấy. Mình không dùng thẻ chứ. Mình có bao giờ mình dùng thẻ đâu. Thẻ mình chẳng có thằng mình mang. Đấy. Các ông khai thác về mà bán nha. Cây này nói chung là giá cũng hơi ngất ngưỡng đấy. Được cái thoát thân xong rồi thân nó cũng khá uốn éo. Nhưng mà thực ra là do là tôi không ấy thôi. Chứ còn nếu mà bình thường là các bạn ấy bán những cây này mà tầm 70-80. Mình mà bán thì đâu đó nói chung là tầm gần 40. Ơ quả hồng vuông thật không ạ? Hồng vuông này. Dối làm gì? Quả này quả bé nhá. Đây này cho các ông lấy mét nè. Đây. Nhưng mà vặt xuống thì tiếc. Quả nó phải to to chứ. Đây. Quả nó phải to to chứ còn quả. Kia kìa một chùm bên này các bạn nhìn nè. Đấy một chùm chưa? Nhìn thấy chưa? Một chùm chưa? Đây để cho anh em chúng nó làm. Xong rồi thấy sốt rồi phát là anh em chúng nó đi khai thác. Rất nhiều nha. Đây quả bắt đầu ấy này. Nhưng nó cao quá. Nó có thang. Vặt đi thì tiếc nó đang sai như này để bán cảnh ấy. Chứ ăn uống gì để tôi cho các ông xem một quả thôi. Các ông xem một quả. Hình như cái loại này là loại hồng vuông hay sao. Nhảy lên có tới chùm kia không nhỉ. Động viên đi. Đây. Vuông vức luôn. Đấy bảo giá 502 như này. Vặt lần này thôi nhá. Không ấy đâu. Đây là hồng vuông này. Đấy. Vuông này. Để tôi thử ăn xem nó có chết không nào. Hồng vuông này. Núm cái này. Này. Vuông này. Vuông chứ nó không tròn. Nó dài dài. Thằng em ơi có chín không? Ôi dồi ôi. Bà thử ăn này. Bà làm mẫu cho cháu xem nào. Hả? À? Chín thì nó phải cỡ ở trên như này này. Đây. Cái chùm ở trên đầu bà kia kìa. Chưa chín được. Đấy nhá. Được về. Về lại phải lấy cái tiêm ấy, tiêm 5-10 chỗ ra xong bắt đầu mới lại ngâm. Ngâm 3-4 ngày thì mới ăn được, không có chát vứt đi. Thế á? Nhưng mà đây là hồng vuông à? Đây là hồng vuông. Vuông ăn ngon không? Ăn cái này thì nó ngọt. Nhưng mà ăn bây giờ là ăn có ăn được ăn không? Ăn bây giờ không thể ăn được, nó chát à? Hơn sung. Thế á? Ừ. Đúng không? Có chát không? Ngọt. Ừ. Ngọt kinh này nè. Chát được mà chát. Chát được mà chát. Bà lừa cháu ấy. Bà lừa cháu trước cháu mới được. Cái hồng của Nhật Bản hay phết nhỉ. Nhưng cái loại này nó có hạt không nhỉ? Ở bên trong nó có hạt không bà nhỉ? Có hạt á? Có hạt ừ. Đấy, nó có hạt lon. Hôm nay không có hạt. Ăn ngon như thế này. Ui trời ơi. Ui, cha mẹ rồi đất ơi, thò mồm mà chát lắm không ăn. Làm gì có hạt? Ừ, không có hạt thật.
Vâng. Ừ đúng rồi, đéo có hạt. Không có hạt. Nó đưa cho một miếng mà đến chợ bằng chết. Ăn như người. Thế này thì mới không bị Tào Tháo nó đuổi được. À ừ, Tào Tháo nó đuổi được nhưng mà đéo biết. Đây này, chùm nó rất to này. Ba nhờ, sai nhờ. Quá sai luôn, hồng vuông. Nhưng mà phải về phải châm, không biết châm. Phải châm à? Phải châm à? Ừ. Nhưng mà người ta bán là bán cây cảnh như thế này thì bán cho người ta để người ta làm cảnh để ăn gì? Cái bọn nhiều tiền nó mua được cây này ấy, nó cần gì ăn? Nó không ăn đâu. Nó không ăn đâu, dụng thối hết. Chó ăn. Ăn gì đài chùm to. Nhưng mà được mỗi cái chùm này to còn hắn quả bé lắm, ăn cây... xanh lắm trơn thua. Cây này kiểu cây ôi nó vẫn ôi, chát cây còn... tay. Cây nó vẫn còn yếu. Ừ. Cây nó vẫn còn yếu ấy. Đã ăn thua gì? Cây này phải thêm mấy năm nữa nó tán nó mà. Nó ăn. Nó như kiểu mùa hồng. Tay này. Sợ. Bà thì bà cứ nói quá. Đang đi bán hồng bà lại bảo chát thế, bà phải bảo ngọt. Ngọt lắm. Đây còn Mai Tứ Quý khai thác về đây. Mai Tứ Quý. Ăn tôi thì không thấy chát lắm. Mình đã trải qua các cái đắng cay cuộc đời rồi cho nên là không thấy chát lắm. Gốc nó khá to đấy. Mai Tứ Quý. Như cái này nếu mà ở trong Nam thì tôi chả biết là nếu mà để bọn con Tiến nó khai thác thì chắc 4-5 triệu. Nhưng mà về đây thì nếu mà bán lẻ ra thì nói chung là cứ hỏi cái thủy chắc cũng phải tầm chục. Còn đây một sản phẩm nữa rất là đẹp, gọi là sản phẩm hồng xiêm bonsai. Cái tán này làm theo đúng kiểu bọn này là bọn gì nhỉ? Thủy ơi! Thủy ơi! Mày cầm điện thoại hay mày bê cái này lên? Bê cái nào? Mai Tứ Quý là này. Bê của gì? Nghiêng ra một bên. Nó nặng phết đấy. Quay cho mấy cây. Ủi to lắm. To lắm. Thôi ấy không làm vỡ bầu. Ra đây đứng gần cái hồng xiêm. Mai Tứ Quý nha. Gốc to lắm. Đây. Đấy cho đứng gần để cho người ta ước lượng xong rồi. Đứng gần đi, đứng đằng sau đi. Đây là cây nghiệp cây... Không đánh giá được. Cây này nói chung là cũng rẻ. Nếu các bạn mua thì đâu đó nó hơn chục đúng không? 12 triệu. 12 triệu à? Đấy. Nói chung cây này cũng hiếm đấy. Tôi nó giơ tay ra. Tán như thế này là nó tán như thế này thì nó rơi vào hơn 2 mét đấy. Hơn 2 mét đấy. Cao thì nói chung là trừ cái đôn này ra thì nó tầm 2 mét. Đấy các bạn xem hai mặt của một vấn đề. Cái này hiếm đấy, cái thủy chụp ảnh đi, tao đứng đằng sau, tao vừa quay, tao vừa nói xong mày chụp ảnh đi. Đấy. Đấy, như các bạn nhìn thấy cây hồng xiêm bonsai. Nó chưa có quả, tức là nó đang quá quả quan này. Mẹ đấy, hơn cả mọc bonsai luôn. Cây này ít thấy mà. Này, còn gốc này, thân này. Đấy, gốc thân này. Đấy. Này. Cái này là vanh tầm... 16, 18, 20. 10, 20 đấy, vanh 20 đấy. Vanh phải 20. Đấy, thân lắc. Các thể loại cũng hiếm đấy. Để sang một video sau nha. Cũng đẹp đấy. Đấy, nhìn thấy chưa? Mai lại quay cho mỗi video dài. Còn một cây nữa là cây. Tôi thấy cái cây này cũng đẹp này. Anh. Cái cây này thì nó không đẹp bằng. Có mỗi cái cây này đẹp. Hồng bonsai. Hồng xiêm. Còn các cái hàng Mai Tứ Quý thế này, mai cũng mai vàng đấy nhưng mà nó lúc nó ra hoa cũng đẹp phết. Đây, cây khế. Khế này thì nó cao quá cho nên là không lên được. Nhưng mà để nhìn thân này, thân nó nứt con bà nó luôn. Hồng vuông. À. Nó là đường kính của nó rơi vào khoảng tầm 15-16. Đây, ra nó nứt. Nứt như kiểu là cái bọn Đơn Văn Chấn ấy nhỉ. Nứt đúng nứt cá sấu này. Nứt cá sấu này. Đấy, thoát thân thì nếu mà đứng như thế này thì hơn 2 mét. Xong rồi ra quay khế nhà thằng Tuân nhá. Xong rồi xem cây 500 triệu của nó nhá. Cái thủy nó bảo bán rồi nhưng tôi biết nó ở chỗ nào. Buồn cười lắm. Ra đây chờ làm gì? Giờ hơi bận như thế này. Nhờ đi nói chung là những cái sản phẩm nó lạ lạ như cái hồng xiêm này ấy được.